chào, chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Người kết nối. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ mời quý vị sẽ tiếp tục hành trình với đất nước mặt trời mọc để tiếp tục với phiên bản về câu chuyện của những ân nhân nơi đất khách. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với lại những nhân vật của chương trình, đó chính là diễn viên MC Cát Tường. Thưa quý vị, đó là MC Quang Bảo, dễ thương, đẹp trai, ngồi phía khu vực đột phía bên kia. Đây là siêu mẫu Quang Đại. Nói chung bữa nay tôi có diễm phúc phải không? Đúng rồi, chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Chúng ta sẽ gặp gỡ nhân vật nào đây chị? Hôm nay thì Tường sẽ gặp gỡ một nhân vật, đó là một nhân vật nữ rất là nhỏ nhắn, rất là dễ thương. Người nhỏ nhưng mà làm việc không hề nhỏ. Và cô nàng này đã từng sống ở Nhật được 4 tháng thôi, nhưng mà ấp ủ một cái gọi là một cái giấc mơ rất là lớn. Và sau khi phải coi đi, cô nàng là tên Hoang, nhưng nếu bây giờ Tường kể hết thì đâu còn gì nữa để coi. Như vậy là có thể là cô ấy có một cái điều gì rất là đặc biệt về công việc hoặc là về tình cảm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem coi nhân vật của chúng ta có điều gì đặc biệt nhé. Xin mời. Thành phố lớn nhất ở trung bộ Nhật Bản, Nagoya của tỉnh Aichi. Nhân vật tham gia lần này là một cô gái có liên quan đến Nagoya. Hãy cùng lên Japan Airlines bay đến đây nào. Hiện tại thì bây giờ Tường đã ở tại thành phố Nagoya của tỉnh Aichi. Và ngay sau lưng của Tường đây là thành Nagoya đó các bạn. Rất là đẹp và rất là hoành tráng. Mà chị hỏi em nè, hồi đó mà khi mà em đến Nhật Bản này đó, rồi rốt cuộc là em học ở đây là em ở đây được bao lâu? Nói chung là em tới đây khoảng 4 năm trước và thực tập ở trong công ty khoảng chừng gần 4 tháng á chị. Tới đó là lần đầu tiên em đến Nhật Bản luôn hay sao? Dạ đúng rồi, đó là lần đầu tiên em tới Nhật, cho nên là cái ấn tượng nó rất là sâu sắc. Mà sao em tới bao lâu thì em mới có thể hòa nhập được với mọi người, với cuộc sống công việc ở đây? Do trước đó thì em cũng có biết tiếng Nhật rồi á, cho nên em mất cũng khoảng tầm 2 tháng thôi để mà hòa nhập với cái cuộc sống ở bên này. Nhưng mà bây giờ mình đã tới Nagoya rồi, bây giờ chị nghĩ rằng hai chị em mình phải dành ra một ít thời gian đi một vòng để tham quan thành phố Nagoya. Dạ dạ. Okay. Nếu được vậy thì mừng quá. Em dẫn đường. Dạ, để em dẫn chị đi. Nagoya của tỉnh Aichi là thành phố kết nối kinh tế giữa Osaka và Tokyo. Đây cũng là nơi du lịch tham quan hấp dẫn với rất nhiều món ngon nổi tiếng. Biểu tượng của thành phố Nagoya chính là thành Nagoya với đặc trưng là con cá mặt hổ tên Sachihoko. Cái gì kìa? Chị biết rồi. Cái này là cái con cá trên đó đúng không? Dạ dạ đúng rồi đó. Đúng không? Đó đó. Mà cái này là mình thuê hả? Mình đây thuê là điểm có thể sao? Thuê các nón đội ngộ nghĩnh chụp hình lưu niệm. Xíu ơi. Ta là con cá kình đề. Ta là con cá bằng vàng ở trên đỉnh kia kìa. Ideska, Ideska. Được không chị? Ok, đẹp. 1, 2, 3. Ok. Nơi tiếp theo đến thăm là Osu, một khu phố mua sắm nằm ngay trước cổng chùa tên Osu Kanon. Có khoảng 400 cửa hàng dọc theo đường Akedo. Con đường này dài 600m chạy theo các hướng và đông đúc người mua sắm mỗi ngày. Rất nhiều người sành ăn có thể thưởng thức trong khu mua sắm Osu. Trong số đó, có hai cửa hàng độc đáo ở Nhật Bản muốn giới thiệu. Đầu tiên là... Đây là một cửa hàng bán bánh bao địa phương nổi tiếng. Bánh bao Mitarashi được nướng với nước tương gia truyền từ nhiều thế hệ trước và có ngày bán được tới 2.000 miếng. Lần đầu ăn, vị của bánh bao thế nào nhỉ? Giống như ăn giống như mùi à? Ăn này là bột mà giống như ăn mùi mực nướng vậy đó. Có hả? Nó ướp gia vị giống như là mình kho kho đó, giống như cá kho, kẹo kẹo kẹo, rất là thơm ngon. Nhưng mà nó cũng hơi ngọt ngọt đúng không? Nó ngọt mới ra được cái nước kẹo. Nó ngọt nhưng mà nó rất là ngon. Ông ơi, ông cho con hỏi cái bánh này là làm bằng bột gì không? Đang qua về Komeko. Komeko cả ạ? Komeko. Bột gạo á chị? Đây. Bánh này là cửa tiệm của ông là bao nhiêu năm rồi? 50 năm. 50 năm rồi chị? 50 năm? Ông đứng đây bán 50 năm luôn. Là hồi trước là làm
mẹ của ông là có làm ở đây. À, bánh rất là ngon, cảm ơn ông rất là nhiều. Chúc ông sức khỏe để bán bánh thiệt là lâu. Địa điểm tiếp theo là cửa hàng bánh kẹo Nhật Bản Bansho An, được thành lập hơn 90 năm. Wow, cái này có thể mua về Việt Nam làm quà. Thơm quá à, mùi thơm quá. Muốn ăn bánh này, muốn ăn bánh này. Ồ, cái này là dạng bỏ vô ăn nhanh, vừa cầm vừa đi vừa ăn á. Món vừa đi bộ vừa ăn ở Manma Chiruan là bánh bao được xiên vào que và chiên lên, gọi là Age Manbo. Một xiên 150 yên. À, bột là lớp bột ở ngoài chiên giòn. Cái này nha, không biết là nhớ nó ngọt mà nó thơm. Anko là nguyên liệu không thể thiếu trong các loại bánh kẹo Nhật Bản, được nấu lên bằng đường và đậu. Rất là ngon, ngon vậy hả? Đặc biệt nấm giòn ngọt. Rời khỏi trung tâm mua sắm, Hoàng đưa MC Cát Tường đến một cửa hàng mà cô rất thích. Đây là cái cửa hàng mà bán đồ ngọt, kem này nọ giải khát đó chị. Kem mà người ta ngồi chờ ăn kem vậy hả? Đúng rồi, nói chung quán này nổi tiếng cho nên nhiều người muốn đến lắm. Azu Masario là quán cà phê nổi tiếng với các món đồ ngọt tại Nhật Bản. Không gian bên trong của nơi này cũng được rất nhiều thực khách yêu thích. Menu mới với các món matcha kèm theo suất phô mai phong cách châu Âu. Có thể thưởng thức nhiều món ăn cùng với sô cô la matcha. Đã bưởi chấm matcha. Bưởi chấm với matcha. Chấm matcha hết. Lạ vậy. Nhưng mà đun nóng lên hả? Ờ. Ngon không? Lạ. Có cả khoai tây chiên nữa. Nó có vị ngọt sẵn rồi cho nên chấm vào mạch cha. Mạch cha nó hơi đắng đắng một chút. Anh nó vừa. Hơn thế nữa, cho mạch cha vào kem vanilla là có món kem mạch cha. Ngon chị. Nó thơm mùi matcha, thử coi. Ngoài ra, cho matcha vào sữa là có món sữa matcha. Wow, vẫn còn nhiều món để ăn. Tiếp theo là đá bào vị cam rất được yêu thích gần đây tại Nhật. Món Cát Tường chọn là Kiwa Milk. Đây là món đá bào đầy ốc kem tươi và 6 loại trái cây. À, một cái lớp giống như là nước sốt, còn ở trong này nó là nước đá. Thấy nó nhiều nhưng mà ở trong này nó là nước đá nè bà con. Rồi nó mới bỏ trái cây vô. Giống cái món đá bào của học sinh ngày xưa hàng quá nha. Món của Hoang là đá bào với tên gọi là Yamato Nadeshiko, tượng trưng cho vẻ đẹp của phụ nữ Nhật Bản. Có kèm hojicha với hương thơm được hấp từ lá trà. Hiện tại là ở Việt Nam là Hoang đang làm gì, công việc gì? Là em đang em vừa mới mở một cái trường học tiếng Nhật, trường dạy tiếng Nhật tên là Akane, với lại mấy người bạn đó chị. Đông học viên chưa? Do là trung tâm cũng mới á, nhưng mà hiện tại là cũng đã có khá khá học viên rồi. Vì cái lý do gì mà em có ý tưởng là mở cái trường học trường dạy tiếng Nhật như vậy? Nói chung là giống như là em có một cái duyên với tiếng Nhật vậy. Từ lúc mà em học tiếng tới giờ rồi xong em qua Nhật thực tập nè, rồi em cảm thấy cái phong cách làm việc của Nhật á, em rất là thích, em muốn học hỏi lắm. Ở đợt này quay lại Nhật thì em nghĩ thời gian mà em làm việc ở Nhật á, thì những cái người nào mà gọi là ấn tượng với em và để lại nhiều cái kỷ niệm sâu sắc trong em nhất? Một cái đàn chị vào công ty trước em á, thì chị đó là trực tiếp hướng dẫn em tất cả những cái công việc nhỏ
rõ nhất ở trong công ty, ví dụ photocopy như thế nào, scan như thế nào, rồi hay là dạy em cả những cái nét văn hóa trong công ty Nhật á. Thì nếu mà có cơ hội thì em muốn gặp chị đó. Vậy thì bây giờ chị em mình sẽ đến công ty đó tìm lại rồi thăm cái chị đó. Cảm ơn chị. Sau đó, cả hai đi đến công ty mà chị Takahashi, người từng hướng dẫn Hoang trong thời gian Hoang thực tập tại đây. Mở xe. Hai, konnichiwa. 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 Ah, oi, chuji ga. Kore hata ga. Nanka ma sa kirei. Ii. お久しぶり、本当に。そうですか。すみません。Đây là người đã từng giúp đỡ Hoan. Ông là giám đốc Furuhata và bà Yamashita. Mấy năm không gặp nhưng mà ông nhìn là ông vẫn nhận ra Hoan hả? À, それはね、非常にあの印象深い方でしたから、もう忘れることはできませんし、ちゃんと作っていただいたベトナム語の用語集がどんどん売れてますので、もうその度にファンさんのことを思い出してますから。姿は変わってないですけど、その表情が変わったし、もう大人になったし、あの綺麗になられましたし、びっくりしました。Trước là Hoang đến đây là làm công việc gì ạ？日本にベトナムから建設業で働きに来る人がたくさんいらっしゃいます。そのため、その方のために日本の建設業の言葉を分かるようなベトナムの建設用語集を翻訳をしながら作っていただきました。あ、それがこれです。ちょっと懐かしい。懐かしい。非常に正確にこれを作っていただいたので、今日本で働くベトナムの方のものすごいお役に立っているので、まあ、それはあのホアンさんの知性のおかげですね。mấy năm rồi là chắc là công ty của mình cũng có thay đổi nhân sự đúng không ạ? Member は随分変わりまして、ホアンさんを知ってるのは、3人、4人ですね。あと今全部で12人いるので、8人の人が新しく加わってますから、まあ、知らない人も多いんですけどね。高橋さんはいらっしゃいますか？高橋さんちょっと今席外してますけど、もうすぐ来ると思いますよ。今はもう中心人物で、高橋は頑張ってくれてます。そうですね。Nếu như vậy thì bây giờ mình chỉ muốn là mình tạo một cái bất ngờ gì đó cho chị. Ví dụ như là bây giờ, ồ chị ngồi ở đâu? Takahashi-san ne soko desu yo. À, bàn này á. Kawarimashita ne. Kawarimashita ne. Sẽ là kế hoạch bất ngờ dành riêng cho chị Takahashi. Hoang lặng lẽ ngồi ngay cạnh chị Takahashi thì sao nhỉ? Có bị phát hiện không đây? Vừa hồi hộp vừa đợi chị Takahashi. Cát Tường tra hiệu từ một phòng khác. Ngay lập tức. Chị có nhận ra không? Ra liền luôn. Vậy là lần hai đó. Nhìn kiểu Nhật người bình thường á. Hả đi. Hoàng sáng. お久しぶり。こちらカッタンさんです。なんか MC、はい、アナウンサー。はい。あ、と、nghe Hoang giới thiệu về chị rất là nhiều. À, bây giờ mới được gặp. すごく嬉しいです。びっくりしました。すごくびっくりしました。Sau khi một thời gian gặp lại thì thấy Hoang có thay đổi gì không chị? すごく綺麗になったね。Takahashi có vai trò là người hướng dẫn Hoang trong thời gian 4 tháng thực tập tại công ty. Nhưng thực ra lúc đó Takahashi cũng mới vào công ty năm đầu tiên.
Takahashi đã chỉ cho Hoàng tác phong công sở của người Nhật rất tận tình. Hoàng có quay một clip để gửi đến mọi người trong công ty. ホジミン氏の、なんかスキーです。これベトナムなの？はいはい、ホジミン氏。ホジミン氏？はい。これそう。私。これ。バックね。これ学校なの？赤ね。赤ね学校。着物学校。うわ、おやるだ。オフィスレディーだ。 ベトナム語で靴脱ぐんですか、大体。はい、そうです。違う、だけど、なんか日本語学校。ああ。日本の女。女優さんみたいじゃない。うん。わあ、すごいすごい。受付。一緒に。え、これ？あ、違うよね。カタカナ。一緒にやって。ああ、あいうえを書きこけこさしすせそ。あ、カタカナ。文字を勉強するわけね、これで。 じゃあ皆さん、これから、はい、自分がやっている授業を見に行きましょう。はい、お願いします。あ、すごいすごい、たくさんいらっしゃるんだ。先生だ。先生だ。おはようございます。はい、皆さんおはようございます。ありがとうございます。皆さん座ってください。 はじめまして。はじめまして。私はスンです。ガザから来ました。趣味は板を弾くことです。趣味は弾です。どうぞよろしくお願いします。よろしく。あ、ワンピース。ドラえもん。本屋さんの本じゃないの？ あれ？え？この本、自分で持ってきたんじゃない？漫画好きだったね。はいはい。それはなんか一覧だ。あ、なんか。あ、本当？はい。これ格言が載ってる。じゃあ、ここはどこか皆さん知りますか？知らなかったです。ここは自分の私の会社の図書室ですね。 で、今学生たちは漫画とか本を読んでいます。で、カンサルタントで働く時も、なんか読書クラブに参加しました。で、そのクラブで皆さんが好きな本を読んで、で、自分の感想を皆さんの前で発表しました。 で、あ、正座してるんだ。今みんな大体日本語のレベルでまだ高くないですから、漫画だけ読みましたね。で、どんどん勉強してもらって、将来はこの本、夏のにはとか、はい、読んでいただくように、はい、頑張ります。ここは私の机ですね。いつもここで仕事をしています。 で、なんか会社はまだ新しくて、働いたばかりなので、授業だけじゃなくて、他の仕事も担当しています。Facebookの管理とか、ウェブサイトのデザインとかもやっていますね。大変ですけど、毎日楽しく、はい、過ごしています。 À, không biết là xem xong cái đoạn clip thì trước tiên là ông có cảm giác như thế nào ạ? いや、立派な日本語学校ができて、たくさんの日本語の、たくさんのベトナムの人がね、日本語を勉強してることが本当嬉しいし、そのことをホアンさんがやってくれてるということが本当に嬉しいです。 生徒さんの表情がすごく一生懸命だったので、ベトナム人は一生懸命日本語を勉強してるんだなということで、すごく感動しました。で、まさか4年前はそんなね、そんなことやるとは思ってなかったので、すごくしっかりしたし、あと、ドラえもんが好きだよね。で、そうか、今の学校にもホアンさんの好きなものが。<笑>
いっぱいあってすごいなんか個性があっていいな、なんか通うのが楽しそう。Và chắc là tất cả mọi người đây đều nhìn thấy là những cái văn hóa của Nhật Bản thì đã ăn sâu vào trong con người của Hoàng và Hoàng đưa tất cả những điều đó vào trong công việc của mình. まあこうやってねベトナムと日本の架け橋になってくれてることが本当とっても嬉しいし、我々役にちょっとでも役に立てたとしたら本当に嬉しいです。頑張ってね、たくさんのベトナムの方が日本に来れるようにね、また日本からもベトナムたくさんに行けるようにしますね。そうですね。Tại đây Takahashi đã cho Hoàng xem một món đồ kỷ niệm. À, これ今日の言葉、はい、今月の言葉で、日本に来て1ヶ月ぐらいの時に筆で書いてもらったものです。はい、oh, là cái này hồi trước của em á hả? Dạ, đúng rồi. Em viết rồi hả? Hồi trước em viết, đây có ghi tên nguyên. À, mà chỉ còn cất tới bây giờ luôn hả? Oh, hay quá. Cái này trong tiếng Việt anh chị có nghĩa là gì? Hôm nay phải tốt hơn hôm qua, còn ngày mai phải tốt hơn hôm nay. Mỗi ngày như vậy đều phải cố gắng để trưởng thành hơn. Okay. Rồi, vậy là tình bạn của hai người cũng rất là tốt. Hồi nãy có nghe Hoàng nói là hồi đầu là chị có chỉ cho Hoàng nhiều về kiểu giao tiếp rồi kiểu những văn hóa của Nhật Bản á, thì bây giờ bạn có thể coi các Tường giống như một người bạn nước ngoài mới tới, nếu mà có dịp Tường cũng muốn xin được học. Thank you. Dễ thương quá à. Yeah. Thì thật sự thì em thấy em rất là thích cái cách mà giáo dục của cái trung tâm mà chị Hoang mở, tại vì thì mọi người cũng biết là ngôn ngữ, cách mà để mọi người dễ thấm dễ học nhanh, để học viên học nhanh là có thể nói là một cách vừa giải trí là truyện tranh, và tất cả mọi người biết là kiểu truyện tranh của Nhật Bản thì quá nổi tiếng rồi, và để thấy đó là một cái cách mà kiểu học ngôn ngữ rất là thú vị. Em thì em rất là đặc biệt ấn tượng với cô gái này là bởi vì phải nói là cái tình yêu mà cổ dành cho đất nước mặt trời mọc cũng như là tình yêu của cổ dành cho cái ngôn ngữ Nhật Bản á, phải nói là rất là lớn, tại vì cổ rất là mong muốn là mọi người Việt Nam khi mà tới Nhật Bản có thể dễ dàng hơn bằng cách là cổ đã viết ra một cái cuốn sách nhỏ nhỏ, đúng không, để mà coi như có thể là diễn giải rồi dịch nghĩa rất là nhiều những cái gọi là thông dụng nhất hàng ngày, để mà cho mọi người nhìn vào đó có thể dễ dàng hiểu hơn và chúng ta có thể gọi là giao tiếp một cách tốt hơn. Và đây có thể nói là giống như là một đại sứ nhỏ giữa Việt Nam và Nhật Bản như vậy đó. Cái chị mà đã trước đây đã từng là người trực tiếp á, người trực tiếp mà quản lý mà chỉ cho Hoàng á, cũng rất là ngạc nhiên vì cô nói rằng không có thể nào ngờ được một cô bé nhỏ xíu như vậy và lúc đó đi qua đây thực tập 4 tháng trời mà về lại có thể mở được như vậy, cho nên là mọi người có cảm giác mặc dù không phải là thầy cô hay là cái gì nhưng mà người ta có cái cảm giác là người ta có góp một chút xíu công sức vô đó đó, người ta cảm thấy rất là hãnh diện về điều đó, mà mình thấy được cái điều đó nó thể hiện rõ trên khuôn mặt của hai người đó luôn. Nè, nhưng mà giờ quay lại vấn đề, mọi người có thấy hồi nãy mà kết thúc cái đoạn, cái phần clip thứ hai đó là cô Cát Tường có nói một câu gì không? Ai còn nhớ, mọi người lo những người khác, không ai để ý Cát Tường hết trơn á. Cô Nhật, cô Tường. Cô Cát Tường. Cô Cát Tường nói về cái văn hóa của công ty ở Nhật. Là cô Cát Tường muốn học. À. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp coi là cô Tường có làm gì ở Nhật nữa nha. Bây giờ sẽ là lúc Cát Tường trải nghiệm văn hóa công sở Nhật Bản. Lớp học văn hóa công sở của Nhật Bản. Cát Tường với tư cách là nhân viên công ty đón Takahashi trong vài khách hàng. Chắc là đã có thể hiểu được văn hóa quan tâm người khác của Nhật Bản rồi. Và người đánh giá tác phong của Cát Tường chính là Hoan. Bắt đầu, action! Xin chào, xin mời. Mời ngồi. Đầu tiên là trao đổi danh thiếp. Xin chào bạn, mình tên là Cát Tường và đây là danh thiếp của mình gửi bạn. Thank you. Sao sai? Tôi làm lịch sự vậy mà sai. Thứ nhất là người ta không có đứng. Lúc mà trao danh thiếp là phải bước ra ngoài bàn để trao chị, chứ không phải là ngồi trong bàn như vậy. Đứng gần nhau hơn. Nói chung là đưa đúng nhưng mà phải ra ngoài đứng đúng, đưa đúng không? Okay. Với lại là cái tay của chị đừng có đè lên cái tên hay là cái logo của cái công ty của người ta. Em ở đây thì em không có nhìn rõ là chị có kê lên không. Ngoài ra là cái danh thiếp chị phải để ý là nó đang in theo chiều dọc hay chiều ngang. Nếu chiều dọc thì chị phải đưa dọc.
Ồ, tại vì không biết tiếng Nhật nên chẳng biết nó là dọc hay là ngang. À, xin chào bạn, mình tên là Cát Tường và đây là danh thiếp của mình xin gửi cho bạn. Thank you. Xin mời. Hay ha, người ta kỹ từng chút một luôn á. Người nhầm kỹ lượng. Gì sai nữa thì người ta đưa danh thiếp đọc rồi cất vô chứ còn sai gì nữa trời. Nên là lúc mà người ta giao danh thiếp cho mình xong á chị, là mình không có được cất vào liền. Hả? Mà mình phải để ở trên bàn của mình. Oh. Để có gì để còn nhìn tên của khách để mình trao đổi nói chuyện á. Oh. Cất vào liền trong cái. Tại vì khi mình xem rồi, mình Việt Nam mình xem xong á là mình nhớ rồi. Mình nhớ rồi mình cất vô là mình lịch sự. Khi nào mình xem xong mình để ra ngoài là người ta sợ hồi nên mình quăng mình để lại. Cho nên người ta đưa xong tôi lịch sự tôi phải cất vô. À nhưng ở bên Nhật á là phải để đó. Ồ, đó là một cái khác biệt. Ok, để lên đây. Dễ thôi. Tiếp theo là cách mời trà. Vô. Hey. Xin mời bạn dùng trà. Chắc là sai nữa nè. Sai nữa nè. Sai nữa. Phải đứng gần lại nè đúng không? Xin mời ạ. Dẹp cái kia đi. Dẹp cái mâm lại đi. Sai. Đi ra ngoài rót trà vào trịnh trọng mời trà trước để qua mình sao mà cũng sai. Là sai chỗ nào vậy? Thứ nhất là bước vào nha chị. Bước vào mình gõ cửa trước. Rồi xong mình mới bước vào. Nãy chị không có gõ cửa. Ủa phòng này phòng của tôi mà. Tôi đi ra tôi rót nước xong tôi vô tôi phải gõ cửa nữa hả? Tại vì khách là đang ở trong cho nên mình phải. Lúc mà chị bước vào thì cái cửa mình cũng đóng lại cho cẩn thận. Rồi mình mới bước vào. Không có để cái cửa nó tự sập như vậy. Ở đây thì lúc đó chị bước vào chị cầm trà chị sẽ bước qua bên này chị đưa trà cho khách trước. Sau đó là chị mới để cái trà qua bên mình. Cái khay là để gọn một bên. Làm lại. Đó. Gõ cửa rồi đóng cửa lại nhẹ nhàng. Đóng cửa lại nhẹ nhàng đúng rồi đó. Rất nhẹ nhàng. Rồi dân trà bà này chắc là bị đưa vô lạnh cung. Tôi cười vậy. Ai, xin mời. Yeah. Xin mời. Xin mời. Học trò này giỏi lắm. Chỉ cần nói qua sơ lược một lần là nhớ thôi. Xin mời. Chắc đi sai nữa, uống trà đó. Uống không thấy không biết ngay mà. Lại sai. Không uống có trà được tiếng. Hai tay lịch sự như vậy mà còn sai. Chả lẽ mình phải uống trà vậy? Sao? Nói chung là một tay bên phải mình sẽ cầm cốc, còn tay bên trái mình đỡ ở dưới cốc ấy. À, là như vậy. À chứ như vậy. Rồi, đúng chưa cô? Đúng rồi. À, thêm một cái nữa là cái tay của mình đó chị. Thứ nhất là mình để lúc mà nói chuyện với khách là mình để gọn gàng trên bàn. Với lại chân của mình là không có xếp chân như vậy. Ủa, mặc váy ngồi chéo chân là đúng mà ta. Ở Việt Nam mặc váy là phải ngồi chéo chân chứ. Chứ ngồi sao? Nói chung là ngồi để chân gọn gàng này, bình thường vậy. Ủa vậy hả? Không có bắt chân vậy? Lên. Thứ nhất là cái chân nằm dưới cái bàn, người ta đâu có thấy. Thứ hai là mặc váy thì ngồi chéo chân, đó là theo cái kiểu ngồi của người Việt Nam. Đó là ta gọi ăn coi nồi ngồi coi hướng. Con gái ngồi là phải chéo cái chân lại, nó khép nép lại như thế này là đúng. À nhưng mà ở bên Nhật thì không có được ngồi chéo chân lên, mà phải ngồi để chân gọn gàng như vậy. À cái này thì không thể gọi là đúng sai, mà cái này là văn hóa của mỗi đất nước. À chứ chúng tôi ngồi như vậy gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hiếu cầu đó. Ngồi như vậy là ngồi sự đó. Không sao, nhưng ta đang ở Nhật Bản ta sẽ ngồi như vậy. Thôi cảm ơn rất nhiều ngày hôm nay bạn đã đến đây, cảm ơn bạn. Bây giờ cất vô nè. Dạ xin mời. Xin chào, hẹn gặp lại.
Trời ơi, nãy giờ cuối cùng tôi cũng trúng được một cái tiễn người ta ra về. Vậy là con người tôi chỉ quen tiễn người ta thôi chứ không có quen đón người ta. À, nhưng mà hồi nãy giờ bạn vô phòng là bạn thấy cái người tiếp khách như vậy bạn cảm thấy như thế nào? Tuần tiếp theo, các Tường và Hoang sẽ cùng đi tham quan Nagoya với ân nhân Takahashi. Đền thờ có nhiều kỷ niệm và sở thú vào ban đêm. Hơn thế nữa, còn một món quà đặc biệt đảm bảo Takahashi sẽ rất bất ngờ. Các bạn hãy đón xem nhé! Thưa quý vị, chị Tường đã chính thức trở thành dân văn phòng chuyên nghiệp sau khi mà học được những cái thao tác về chào hỏi đón khách như thế nào. Cái điều ấn tượng đặc biệt của em đối với người Nhật là sự tinh tế lịch thiệp và có thể nói là kỹ càng, cẩn thận. Nhưng mà có một điều mà Nguyên Khang rất là ấn tượng với người Nhật đó là cái cách mà họ chào nhau. Dạ. Thường người Nhật họ đứng dậy nè, ví dụ như họ đứng dậy xong cái họ cúi rất là sâu xuống. Đúng họ rồi. Chào. Và cái điều đó nó làm cho mình cảm thấy rất ấn tượng. Ví dụ như là người Việt mình thì sẽ bắt tay, chủ động bắt tay nhau, nhưng mà cái cách chào của người Nhật mình thấy là thể hiện được cái sự thái độ tôn trọng. Bởi vậy mai mốt tụi mình gặp nhau cũng phải chào cho lịch sự vậy nha, đừng có vồ vã chụp người ta nghe chưa, nhất là những người phụ nữ đẹp đó. Ok. Ôi trời ơi. Rồi thưa quý vị, như vậy là hôm nay chúng ta đã gặp người phụ nữ đẹp, đã đi gặp gỡ với lại chị Hoa. Tập sau thì theo cái cách mà giới thiệu của chị Tường đó là chị lại tiếp tục sung sướng, và cái sự sung sướng của chị lại làm đau khổ cho ba người còn lại, bởi vì chúng tôi rất là thèm, chúng tôi rất là thích nhưng mà không có được. Hay quá. Coi tập sau đi rồi sẽ biết. Yeah. Ok. Rồi bây giờ thì thưa quý vị, thời lượng phát sóng của chúng ta cũng đã hết rồi. Và đến đây thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt quý vị. Một lần nữa cảm ơn ba người kết nối, người phụ nữ có vẻ đẹp không tuổi, đó chính là chị Cát Tường. Cảm ơn MC Quang Bảo và cũng cảm ơn người mẫu Quang Đại. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nhớ đón xem nha, tuần sau hấp dẫn lắm đó.